Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm tải cho tuyến đường DT769 chạy qua khu công nghiệp Dầu Dây, năm 2020, tuyến đường tránh khu công nghiệp Dầu Dây nằm trên địa bàn huyện Thống Nhất, Đồng Nai do Ban Quản lý khu công nghiệp Dầu Dây làm chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng với tổng nguồn vốn là 20 tỷ đồng. Mặc dù tuyến đường đã hoàn thiện gần 90% khối lượng công trình, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, khiến người dân trông ngóng. Tuyến đường tránh khu công nghiệp Dầu Dây dài khoảng 2 km dọc quanh khu công nghiệp Dầu Dây về hướng Bắc, nằm trọn trên địa bàn ấp 94 xã Hưng Lộc. Ngay đoạn đầu của tuyến đường tránh nối với đường 769 được đặt hai đoạn ống cống cao khoảng 1,3 m. Bên trên có một bảng với nội dung cấm, đường chưa khai thác cấm các phương tiện. Mặc dù có chướng ngại vật và biển cấm như vậy, nhưng qua quan sát thực tế có rất nhiều các phương tiện giao thông lưu thông vào tuyến đường này. Tôi ở gần đây, ngày nào tôi cũng đi ngang qua đây. Thì tôi thấy cái đường này là đường tránh của cái đường ngoài kia. Cái đường ngoài kia thì xe rải đi nhiều quá thì đi được đường tránh này. Mà từ khi cái đường tránh này nó mở ra thì tôi không biết là đã được đi vào hoạt động chưa. Mà sao thấy vẫn có cái lô cốt ở ngoài kia. Họ chắn một cái ở đó làm phương tiện xe máy thì còn đi được, còn xe hơi thì đi rất là khó ở cái đường này. Không biết là cái đường này đã được cho đi chưa. Tôi chả hiểu cái lý do gì mà khi mà làm xong ở đây là đã 4-5 năm rồi mà cái đường cứ đóng kín. Người dân qua lại tôi thấy nó cũng bức xúc lắm, bởi vì đi nó cũng không thoải mái. Rồi xe cộ các thứ tôi xin nói vào rồi có khi là để gặp những người ở đây không biết là chức trách thế nào phải ra hỏi rồi thế nọ thế kia. Cho nên chúng tôi không được thoải mái. Cho nên yêu cầu bây giờ ở đây là cả ai là cái người có trách nhiệm ở đây thì cũng lên coi là xử lý thế nào để có con đường thông thương cho người dân người ta đi. Thực tế nếu lưu thông tại đoạn đường 769 có khu công nghiệp Dầu Dây đang hoạt động sẽ rất nguy hiểm do đoạn đường này có rất đông các phương tiện giao thông, nhất là xe tải có tải trọng lớn, ra vào thường xuyên để chở nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cũng như tiêu thụ của các nhà máy. Điều đáng nói, tuyến đường này rất nhỏ hẹp, chỉ có hai làn xe hỗn hợp, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông trên đường. Tôi là người dân ở đây, như vậy là tôi tới lui hay tới lui bán cái số này hay tới lui đi thường, thành ra cái khu vực này nè, xe ben xe đầu ra vô nó hay nguy hiểm dữ lắm. Chút bữa hổm chút xíu nữa chỗ này nó bị tai nạn rồi. Còn gì nữa? Như vậy là thôi, bây giờ coi như vậy là nhờ là coi như ở trên là coi như xuống xem xét vậy đó. Người dân rất mong các ngành chức năng huyện Thống Nhất sớm hoàn thiện tuyến đường này để việc đi lại thuận tiện hơn, giảm tải cho tuyến đường tỉnh 769 đoạn đi qua khu công nghiệp Dầu Dây và nhất là tránh được những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.